thoát khỏi làng giải trí và cũng không tiếp tục kinh doanh nữa. Thì điều mà công chúng tò mò là không biết cô sẽ sống như thế nào. Truyền thông Trung Quốc cho rằng với sự thông minh và khả năng làm giàu của Triệu Vy thì cô không thể nghèo nổi. Thực tế đã chứng minh ngay cả khi đế chế mà nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách tạo ra đã sụp đổ thì cô vẫn còn khối tài sản cả nghìn tỷ đủ để cô sống an nhàn đến cuối đời. Giới truyền thông tiết lộ, kể từ sau khi kết hôn thì Triệu Vy đã có một kế hoạch hoàn hảo cho khối tài sản của mình bằng cách đầu tư nhiều vào các bất động sản. Người đẹp 7X sở hữu hàng loạt bất động sản tại Trung Quốc và cả nước ngoài, tổng trị giá lên đến 666 triệu, khoảng 2.331 tỷ đồng Việt Nam. Đặc biệt là ở Pháp, Triệu Vy không chỉ chi ra 4 triệu euro để đầu tư sản xuất rượu vang vào các năm 2011 mà còn thoải mái vung cả 100 triệu tệ để mua một số bất động sản. Trong giai đoạn từ năm 2015-2019, vợ chồng Triệu Vy Huỳnh Hữu Long cũng mua thêm nhà máy sản xuất rượu vang cùng những căn biệt thự nữa, nhưng giá trị cụ thể không được tiết lộ. Ở thời Hoàng Kim trong sự nghiệp, Triệu Vy không chỉ được gọi là One Grand Buffet phiên bản nữ, mà vợ chồng cô còn từng sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD. Vào năm 2016, thêm vào đó, công ty của Triệu Vy còn được tỷ phú Jack Ma đầu tư vào. Việc làm ăn thuận lợi cũng giúp họ kiếm được lợi nhuận lên đến 7 tỷ tệ. Ngay cả trước khi bị cấm tham gia thị trường chứng khoán vì nhiều tội trạng, thì công ty của Triệu Vy cũng đã có giá trị 10 tỷ tệ. Giá cổ phiếu cũng cao chót vót nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cô. Đáng tiếc Triệu Vy và Hoàng Hiểu Long quá tham lam, họ không an phận với việc làm giàu chính đáng mà lại đi vào con đường phi pháp. Cuối cùng thì ánh hào quang chói lọi ấy cũng đã vụt tắt. Triệu Vy đã mất rất nhiều tiền sau khi sự nghiệp sụp đổ và cô cũng không còn nằm trong danh sách